Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Trường học là ngôi nhà thứ hai của các con hãy sử dụng vỏ hộp giấy dạng khối kết hợp với vật liệu khác để tạo mô hình về trường học. Và sáng tạo mô hình trường học qua bài học mỹ thuật lớp 1, chủ đề 7, trường học yêu thương, bài 16, ngôi trường em yêu. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, hộp đã qua sử dụng, băng dính, kéo, hồ dán, giấy màu. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được hình dạng, màu sắc của một số ngôi trường, nêu được cách tạo mô hình ngôi trường từ vỏ hộp giấy. Học sinh biết cùng bạn tạo được mô hình trường bằng vỏ hộp giấy và vật liệu, công cụ, họa phẩm có sẵn. Bước đầu thấy được có nhiều cách để tạo hình môi trường theo ý thích từ những vật liệu sẵn có. Học sinh trưng bày, giới thiệu và chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm và của bạn bè. Bài học gồm 2 tiết, chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu tiết 1. Các con cùng nhau đi vào hoạt động đầu tiên, quan sát, nhận biết. Các con hãy quan sát ảnh chụp hai ngôi trường sau và cho cô biết hai ngôi trường dưới đây có gì khác nhau. Nếu như chúng mình quan sát tinh mắt, các con sẽ thấy ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lúc 1 là ngôi trường có 1 tầng, còn trường tiểu học Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là ngôi trường có 2 tầng, đúng không nào? Các con hãy quan sát thật kỹ hình ảnh hai ngôi trường sau và kể tên hình khối mà con đã được học. Có hình chữ nhật, hình tam giác. Ngoài ra còn có các khối như khối hộp, khối tam giác, khối trụ, đúng không nào? Có rất nhiều cách khác nhau để tạo hình mô hình trường học từ vỏ hộp giấy. Các con cùng quan sát. Còn cùng quan sát cách thứ 2 để tạo mô hình trường học từ vỏ hộp giấy. Chúng mình cũng thực hiện theo 4 bước. Bước thứ nhất, dán hộp giấy cho chắc chắn. Bước thứ hai, tạo mái bằng hình tam giác. Bước thứ ba, dán giấy màu, tạo màu cho môi trường. Bước thứ tư, trang trí để môi trường thêm sinh động. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây. Mình cần chuẩn bị vỏ hộp sữa tươi 1 lít, giấy màu, bút màu, hồ dán, kéo, băng dính hai mặt, dập ghim hoặc bìa cứng. Đầu tiên, chúng mình hãy chọn màu của ngôi nhà, Sau đấy chúng mình sẽ dán lên bề mặt của hộp sữa. Bây giờ chúng mình sẽ chọn màu của phần mái nhà. Chúng mình ướm vào phần thân nhà để cắt cho phù hợp nhé. Sau đó chúng mình sẽ dán phần thân nhà và phần mái nhà với nhau. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí cho ngôi nhà theo ý thích của chúng mình nhé. Đây là thành quả đấy. Chúng mình có thể làm thêm nhiều hình ảnh khác để sản phẩm của chúng mình trở thành một không gian 3 chiều như nơi chúng mình sinh sống nhé. Trước khi thực hành, các con cùng quan sát một số sản phẩm, mô hình ngôi trường của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình. Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành: con hãy tạo mô hình trường học từ những vỏ hộp giấy dạng khối theo ý thích. Tiết học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò bài sau hoàn thành sản phẩm mô hình ngôi trường. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, hộp đã qua sử dụng, băng dính, kéo, hồ dán, giấy màu. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 1, chủ đề 7, trường học yêu thương, bài 16, ngôi trường em yêu. Tiết 2. Ở tiết học này, các con tiếp tục thực hành để hoàn thành mô hình trường học từ những vỏ hộp giấy, dạng khối đang thực hiện ở tiết học trước. Các con cùng quan sát lại một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để hoàn thành bài thực hành tốt hơn. Sau khi hoàn thành mô hình trường học, các con hãy chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với mọi người xung quanh, với bạn bè. Cô gợi ý cho các con bằng 3 câu hỏi. Con đã dùng vật liệu gì để tạo mô hình trường học? Con đã trang trí sản phẩm của mình bằng cách nào? Con hãy nêu suy nghĩ về trường học của mình. Các con cùng quan sát một số hình ảnh sau để tìm hiểu nội dung vận dụng sáng tạo của bài học. Có nhiều cách để tạo mô hình trường học, một tầng hay nhiều tầng từ các nguyên vật liệu khác nhau. Con có thể xé dán hoặc nặn để tạo hình ảnh về trường học và cảnh quan xung quanh theo ý thích. Chúng mình hãy thực hiện khi có thời gian rảnh rỗi nhé! Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò bài sau, bài 17 cũng là bài cuối cùng của năm học này. Cùng nhau ôn tập học kỳ 2, các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, tẩy, sản phẩm mỹ thuật yêu thích ở học kỳ 2. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong bài học sau.